Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Hiên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với thời sự thế giới sau cà phê sáng, một buổi sáng ngày thứ hai. Và thời tiết ngày hôm nay như thế nào Thảo Hiên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, một cái lớp marine layer từ biển thổi vào đó, cho nên là ngày hôm nay và sẽ kéo dài qua cho ngày mai thì trời âm u và nhiệt độ xuống thấp hơn mức bình thường. Hôm nay với ngày mai trung bình là chỉ khoảng 68 đến 70 độ thôi. Tuy nhiên qua đến thứ tư từ giữa tuần trở đi đó thì bắt đầu trời nắng nóng lên và nhiệt độ cũng tăng. Nói chung là bắt đầu giữa tuần này là nhiệt độ khoảng từ 77 cho đến 79 độ thưa quý vị. Và hôm thứ sáu vừa rồi thị trường tài chính rất thê thảm luôn. Dow Jones rớt gần 1.000 điểm. Sáng thứ sáu thì chúng ta thấy cái tin tức không đến độ mà ghê gớm đến như thế, nhưng mà gần đến cuối ngày đó thì mỗi một tiếng đồng hồ trôi qua thì giới đầu tư vào hôm thứ sáu vừa rồi toàn là thấy những cái tin tức gọi là bi quan về cái sự tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian tới. Vì chúng tôi đã thưa đó, nếu mà trong hai tam cá nguyệt mà tăng trưởng không có mà thụt lùi thì tam cá nguyệt đầu tiên năm nay 2022 của nước Mỹ đã giảm 1,4%. Vẫn có tăng trưởng nhưng mà giảm 1,4%. Người ta lo sợ trong 3 tháng tới, nếu mà cái mức tăng trưởng này tiếp tục giảm như thế, là cái nguy cơ từ bây giờ đến cuối năm nay nền kinh tế của Hoa Kỳ là gặp suy thoái, và phần lớn là do tình trạng chiến tranh Ukraine và Nga. Theo một kinh tế gia mới nhất, ông Mark Rowan của công ty đầu tư Apollo đưa ra ngày hôm nay, ông nhận định như thế này, và giới đầu tư tiếp tục cũng quan tâm. Ông nói hiện nay đó, người tiêu thụ vẫn tiếp tục mua sắm, họ vẫn mua vé máy bay, họ vẫn đặt book khách sạn, đi chơi các nơi, nhưng mà không biết từ bây giờ đến gần cuối năm như thế nào. Giáng sinh này sắp tới đây, và bắt đầu từ Thanksgiving tạ ơn cho đến đầu sang năm 2023, liệu rằng cái mức tiêu thụ có còn mạnh như lúc này hay không? Thì đó là một vấn đề quan trọng. Và theo lời ông Mark Rowan, ngay bây giờ thì có, nhưng mà hướng tới cuối năm, bắt đầu qua khỏi mùa thu và tới lễ Halloween rồi Thanksgiving đó, sẽ là một cái quyết định vô cùng quan trọng để xem tình hình kinh tế của 2022 như thế nào. Và chúng ta cũng biết đến tháng 11 sẽ là cuộc bầu cử giữa kỳ, một cái định đoạt cho đảng Dân Chủ rất lớn, mà nếu lúc đó tình hình kinh tế mà gặp suy thoái thì sẽ gây khó khăn vô cùng, và một cái lợi điểm cho đảng Cộng Hòa lấy được cái ưu thế. Cho nên ngay bây giờ thì, và từ bây giờ cho đến mùa hè này, theo lời của Mark Rowan thì mùa hè vẫn còn tốt đẹp, nhưng mà chưa biết mùa thu và mùa đông sẽ như thế nào. Ngày hôm nay thì với những cái tin tức đó một lần nữa thì rõ ràng từ sáng Dow Jones thì có màu xanh, nhưng mà sau đó như chúng tôi đã thưa đó là họ vẫn còn rất ngại về cái chuyển hướng của kinh tế trong thời gian sắp tới. Dow Jones lại xuống thêm 60 điểm nữa, hôm nay còn có 32.917 thôi quý vị. Cách đây 1-2 tuần lên tới 35.000 mấy trăm, bây giờ còn có 32.000, tức là mình rớt hơn 2.000 điểm. Nasdaq còn có 12.357 thôi, có lúc gần tới 14.000, lên được 22, nhưng mà chưa biết tình hình đến lúc đóng cửa như thế nào. S&P 500 xuống 8 điểm, thị trường Anh Quốc lên 35, Nikkei xuống 29, Hồng Kông 813. Bên phía Trung Quốc, bởi vì tình hình đầu tư và nhập cảng xuất cảng vẫn còn tốt, Thượng Hải lên 71,
Cho nên người ta không nói tới vấn đề mà nguy cơ suy thoái đối với Trung Quốc. Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh ở Ukraine. Còn trái phiếu 10 năm hôm nay đã nhích lên nữa, và cái việc mà phân lời quỹ dự trữ liên bang vẫn tiếp tục gia tăng càng tạo thêm cái mối quan tâm của giới đầu tư, bởi vì sẽ ngăn lại cái việc lợi nhuận cho các công ty. Công trái phiếu 10 năm là 2,98. Dầu xuống 3.02 cũng làm giảm bớt các áp lực về giá xăng, 101.40 một thùng, vàng xuống 50 cent, 1.861.70 một lượng vàng Tây. Và thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần trước, ngày 29 tháng 4 đó, ở tại một nhà tù thuộc quận Lauderdale của tiểu bang Alabama, xảy ra một cái tình trạng, đó là có một người nữ cảnh sát, các vật cai tù, thưa quý vị, đã mất tích cùng với một tù nhân, và cái việc mà đi tìm hai người này đó vẫn đang tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Thì vào ngày hôm qua đó, phía các nhà điều tra cũng như là cảnh sát ở tại các thành phố gần khu vực quận Lauderdale, họ đã phối hợp truy tìm và họ đưa ra một số những cái tình tiết mới. Thứ nhất, thưa quý vị, đó là cái người nữ nhân viên cai tù đó, bà tên là Vicky White, 56 tuổi. Còn cái tù nhân đó, ông tên là Casey Cole White, 38 tuổi. Mặc dù cả hai cùng có họ là White, nhưng mà họ không có liên hệ gì với nhau cả. Thì mũ gì với nhau hết. Không. Vâng, thưa quý vị. Thì thứ nhất, Casey White đó là can tội giết người vào năm 2015, và năm 2020 đó thì y chính thức bị phán án tù chung thân, không phải 75 năm tù thôi quý vị, và đang ở trong tù thì là xảy ra cái chuyện này. Thì cái vấn đề ở đây đó là phía các nhà điều tra họ cho biết là vào 9 giờ rưỡi sáng hôm thứ Sáu đó, thì bà Vicky White đã nói với các đồng nghiệp cũng như là bà viết giấy tờ để mà check out cho Casey White. Bà nói rằng bà cần phải dẫn y đi đến tòa án để làm cái giám định về tâm thần, và rồi từ đó là không ai nhìn thấy hai người này nữa. Bởi vì khoảng sau mấy tiếng đồng hồ đó, đồng nghiệp của bà Vicky mới gọi cho bà, thì gọi không có được, cell phone không có thông, và lúc đó họ đi vào cái phòng cell của Casey White thì mới phát hiện là y vẫn không có được trả về. Và sau đó thì bắt đầu nhà tù họ mới kiểm tra sổ sách thì phát hiện là sáng ngày hôm đó không có cái schedule gì để mà dắt Casey White đi kiểm tra giám định. Mà không ai kiểm soát hết. Dạ vâng. Tức là họ chỉ nghe lời bà White nói như vậy, và nhân viên nhà tù khác thì họ không nghĩ gì hết, cho nên vẫn cho bà này đưa tên này đi. Dạ vâng. Và hai người biến mất với nhau. Ở đây đó, thưa quý vị, bây giờ cái chuyện nó xảy ra rồi đó, thì phía các đồng nghiệp của bà mới họ mới kể đó là, thứ nhất, bởi vì bà trước đến giờ đó là 4 năm liên tục nhận được cái giải đó là Employee of the Year, làm việc vô cùng tận tụy và không bao giờ có cái sai lầm. Và đặc biệt là tháng trước đó, bà cũng đã làm hồ sơ xin chính thức hết năm nay là bà sẽ về hưu. Cho nên là có nghĩa là chắc với cái uy tín của bà ở nơi làm việc thì không có ai nghi ngờ gì cả. Và đặc biệt có một cái vấn đề đó là vào năm ngoái đó, thưa quý vị, cái tên Casey White này cũng đã cố gắng bắt giữ một người nhân viên coi tù và y muốn vượt ngục vào năm ngoái rồi. Tuy nhiên cái vụ đó không có thành. Chính vì cái chuyện này của y mà nhà tù này đó, họ đã đưa ra một cái quy định mới kể từ năm trước, đó là phải có hai nhân viên cai tù áp giải một tù nhân đi làm một cái chuyện gì đó trong ngày. Thì cái chuyện mà bà nói rằng bà cần đem y đi giám định tâm thần nhưng mà đi có một mình, nghĩa là thứ nhất bà đã làm sai cái vi phạm ở đây, và các đồng nghiệp của bà họ cũng lơ đễnh, họ không có theo đúng như cái luật vừa cái mới quy định đó. Cái quy định nghĩ mới. Rằng ô bà này bà tốt lắm rồi không sao. Dạ vâng, và các nhà điều tra họ cho biết là sau khi mà họ giám định hết các video ở xung quanh á, thì họ phát hiện là lúc 11 giờ sáng cái chiếc xe patrol car của bà Vicky đó có xuất hiện ở một cái chợ cách nhà tù khoảng chừng vài mile.
Nhưng mà bây giờ các điều tra viên họ không có cho biết là có thấy hai người này đi vào hay là bà đi vào hay không, nhưng mà họ chỉ nói như vậy thôi. Và sau đó đó thì bây giờ có bằng chứng cho thấy là hai người này không hề đổi xe, nghĩa là vẫn tiếp tục sử dụng cái chiếc patrol car của bà Vicky White. Nhưng mà bây giờ các nhà điều tra viên họ không có biết là hai người này đã rời khỏi được tiểu bang Alabama hay chưa, hay là vẫn đang quanh quẩn ở đây, bởi vì cái tin tức và cái hình ảnh của hai người đã được lan truyền từ cuối tuần qua. Và đặc biệt đó là bà Vicky có đem theo một cái khẩu súng 9mm, cho nên là bây giờ các nhà điều tra họ nghĩ là cái tên Casey White này là người đang giữ cây súng và là rất là nguy hiểm đối với công chúng. Tôi nghĩ sáng nay hai người ở bên Cancun rồi, Mexico. Nhưng mà còn chi tiết nữa, mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo.